Bây giờ mình sẽ quay tiếp cái video này. Bởi vì mình ngừng một lát, tại vì mình có trục trặc một chút kia rồi, cho nên mình ngừng một lát để chơi con này một chút. Nó rất là mềm, nó còn làm vậy được rồi. Lật quá rồi. Bóp nè. Nó bóp thì nó sẽ là màu trắng. Nó có thể kéo về. Kéo thầy. Mắc cười quá. Kéo chân. Cái này rất là hay, các bạn cũng có thể mua được nha. Giờ đến món đồ tiếp theo. Nó sẽ là cái gì? Này. Hình như là cái dán giấy giống như để tính vậy đó. Đây là một con heo. Đẹp lắm. Của nước ngoài. Chắc thế, tại nó có tiếng nước ngoài. Đây. Trông mình á. Nhìn rõ nè. Dạ. Cái tiếp theo chính là hộp sữa. Các bạn có muốn uống sữa không? Đây không phải là hộp sữa đâu. Các bạn đừng nên uống. Bởi vì đó là hộp bút. Đây. Ở trong là hộp bút. Nhưng mà bên ngoài thì á, nó là hộp sữa. Nè, milk. Nè, vitamin D nè. Đó. Đây nè, có một hình con panda đang uống sữa. Đây. Đó. Thì là xong. Dạ, hết cái hộp này rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn món đồ chơi Nhật Bản mà mình mua ở Kim Đồng. Đây. Đây, các bạn đoán thử là gì đây? Đây là sushi. Nó có món trứng cá hồi. Cá hồi. Cái lộn, cái này là trứng, cái này là cá hồi. Cái này mới là trứng cá hồi. Bạch tuộc nè. Nhiều món lắm. Đây. Các bạn có thể xem sơ qua. Mình sẽ dán vào một quyển sách. Đây. Cái này là, nếu bạn biết đó là cái gì, đó chính là takoyaki. Món ngon nhất của Nhật. Chưa phải là món ngon nhất, bởi vì còn bento nữa. Đây là có một con bạch tuộc. Bạch tuộc taco nè. Taco nè. Rõ nha, cái taco. Đây là takoyaki. Đây là takoyaki. Cá nè. Cái gì nữa, bởi vì nó ở đằng sau. Có một cái nữa. Bóp rất là đẹp luôn. Là đồ chơi của Nhật nhưng mà cũng mua ở Kim Đồng. Vậy, đó. Một chút mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Đây là bộ cuối cùng của mình. Đó chính là bộ của nước gì ta. Mình không được một chữ cho nên mình không biết. Chắc là nước Nhật hay nước Trung Quốc gì đó. Không biết. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Cái này cũng mua Kim Đồng. Và một chút nữa. Ở đây nó có hai tờ giấy. Một chút nữa mình sẽ dán vào vở. Mình còn một tờ nữa. Mình đã dán rồi, cho nên mình không có mang nó ra được. Mình có thể mang sách cho các bạn coi để biết được. Đây. Đây là cái sách mình đã dán. Đó. Mình tạo một căn nhà trong đó. Đây là bộ quần áo. Đây cũng là bộ quần áo nhưng là của nam. Cái này, con này nó chỉ mặc được có mỗi bộ này, bộ này, bộ này và bộ này thôi. Bộ này thì nó quá ngắn. Mình thử nó thì mình cứ để đây thôi. Còn cái bộ này á, thì nó không có giơ tay kiểu đó, mà nó giơ tay ngược lại cho nên nó hợp với con này. Nó giống rồi cho nó không có hợp. Đây là bộ mini, là em của hai con này nè. Khác tóc. Đó, đẹp không? Đẹp không các bạn? Đây là quần áo của con kia lúc nãy. Đây là căn phòng của hai tụi nó. Mấy cái hai gói nhưng mà cũng riêng. Còn một phòng con trai nữa mình chưa có lắp, bởi vì mình chưa có biết lắp, bởi vì quá quá không biết, quá khó. Cho nên mình cứ để vậy, nó hơi hơi xẹo. Như thế này nó hơi hơi xẹo nha. Các bạn nhìn rõ không? Nón này.
tủ quần áo. Hãy comment bên dưới cái bên nào đẹp hơn nha. Cái này hay là cái này đẹp hơn. Nếu bạn chọn cái nào thì bạn sẽ comment bên dưới nha. Đó. Và cái sticker mình dán nhưng tại vì mình để dán nhiều quá cho nên nó chỉ còn như thế này. Và một tờ nữa nó chính là như thế này. Nhưng mà vẫn còn nhiều lắm, mình chưa có dán xong. Mình định là sẽ dán hết tờ này và sẽ qua cái này để làm, để dán nhập vỡ, để làm một cái trang mới cũng là búp bê nhưng mà lại bị dán. Vậy là bây giờ mình đã quảng cáo xong hết vợ. Đến giờ chơi rồi.